Thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, là mình đã kết thúc khóa học ở tại California. Đây ốc gạo nè, ốc gạo bên Mỹ ăn sao đây trời. Ờ à, con lỡ luôn hả? Ô nhìn ngon ta. Ồ dê rồi, bên Mỹ rồi, có dê đàng hoàng nha các bạn. Là dê Mỹ em hay là dê ở đâu đây? Trời ơi. Đây là ốc gạo đây, nãy mình ăn nữa các bạn. Lông ốc gạo luôn nè. Tôm hùm Canada các bạn, to mập u quá. Ồ đây là Dentin Grass. Ồ. Trời ơi. Phải đi cái này nữa. À. Ồ, oh, yeah. Cái này như nó làm bằng cái cây mà xương rồng. Đúng rồi, xương rồng. À. Ok các bạn. Thì hôm nay sẽ là một cái video gọi là rất là đặc biệt. Thì có thể là gọi là một trong những video cuối cùng của mình ở tại California. Thì đây là một sẽ là một bữa ăn gọi là chia tay đặc biệt với cô Minh, gia đình chú Hải, cô Hằng rồi với Thảo rồi Tuấn ngày xưa bán bảo hiểm với mình. Thì sau khi mình ở tại Cali học bên này cũng đã gọi là nửa năm trời rồi các bạn. Thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, là mình đã kết thúc khóa học ở tại California. Qua đây rất là nhiều buồn vui, qua cách ly rồi chân ướt chân ráo qua Cali ở Santa Barbara. Thì không ngờ đến ngày hôm nay là cũng đã là kết thúc bên mạng gọi là mạng bờ Tây của nước Mỹ. Thì chỗ mình đang đứng chỗ này gọi là Little Sài Gòn nha các bạn. À đường Bô Sa. Đi tới lần cuối đường Bô Sa và chỗ mình đang ở đứng gọi là ở tại quận Cam, Orange County các bạn. Thì trong này có rất là nhiều tiệm tiếng Việt. Đó. Thì mình sẽ vô trong tiệm này ăn review cho bạn coi thử là một vài đặc sản tại quận Cam lần cuối. Sau đó đi hát karaoke cho bạn coi thử là karaoke ở tại Mỹ thì có khác gì ở Việt Nam không. Thì ăn chơi bữa nữa các bạn. Sau đó chúng ta sẽ đi qua một địa điểm khác, đó là sẽ đi qua bờ đông của nước Mỹ. Thì rất là nhiều bạn yêu cầu mình qua bên đó review Nhà Trắng nè, Tụi Đứa Thần Tự Do nè, rất là nhiều thứ, Massachusetts, Đại học Harvard, rất là nhiều thứ bên bờ đông đang chờ các bạn. Thì ok, sẽ hẹn các bạn lại ở series tiếp theo. Bây giờ là mình qua đây gặp chú Hải chú Đồi lại Thảo này nọ, ăn chơi nhảy múa review cho ông xem bữa cuối đó đã. Chia tay á hả, California các bạn, không sau này có dịp mình sẽ qua lại, nhưng mà thật sự lần này đi là có thể là khá là lâu mới quay lại các bạn. Mình sẽ qua đó gọi là học tiếp, nhưng mà học trường khác. Đi qua đây các bạn. Thì chỗ này là cái plaza tên là Westminster Colony Plaza. Thấy rất là nhiều tên tiếng Việt các bạn thấy không? Trái cây góc phố, hoa phát, đèn đá đó chứ, cà phê đèn đá, ghiền mì gõ đó chứ không nói. Thấy không mình? Chàm chim, à ha, bữa nay mình sẽ vô ăn chàm chim. Cái tên chàm chim là giống ở Việt Nam không mình? Đây, chỗ này có một cái tiệm gọi là chàm chim rồi trái cây góc phố rồi, ghê không? Seafood, bên kia là chàm chim khác nữa ha. Đó, chàm chim seafood. Ở chỗ này là cái đường là đường đường Bô Sa. À. Đây. Trời ơi, ăn chơi tụ họp nhanh quá chú Hải. Trời ơi. Trời cái này chú không muốn làm đâu nha. Vậy hả? Trời ơi. Gonna miss this one. Trời ơi, anh Tuấn lâu quá. Rồi chị Thảo. Trời ơi, đây là gọi là bữa ăn gọi là tạm biệt. Tạm biệt Cali. Ồ, sao đi đâu? Ngoài bên New York anh. Ủa, qua đó đâu? Qua đó học luôn á hả khoa? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà không vô lấy bàn hả? Có chứ. Đi qua đây. Đây đi vô. Cho vô nói chuyện tiếp các bạn. Vô coi. Thôi mày vô đi chứ. Để người đẹp vô cho. Rồi anh đi chung luôn đi. Ồ, này ngon không? Bao nhiêu người? Ở đây có Hằng hả? Có Hằng của Mỹ. Đi vô qua. À. Ồ, này là chèm chim mà trong này là này có bán chim không? Ủa cái này hải sản. Chúng ta quay à, bé cua. Ồ. Rồi đang qua đây đi. Chú Hải ngồi đây. Ngồi Hải. À, thôi chú Hải ngồi này, đây chú Hằng này nở ngồi đây. À. Đây các bạn. Đây là nhà hàng chàm chim ở tại quận Cam. Nói chung là bữa ăn tại quận Cam á cuối cùng. Cuối cùng. Nghe ghê quá kìa, cuối cùng ghê quá. Để coi menu này có gì nha.
Ôi mình ăn xong cái mình đi hát karaoke này nọ luôn chứ hả? Đó. Thảo thích hát karaoke lắm nên các bạn các bạn nhớ đón xem mình ăn xong rồi đi qua karaoke review thử karaoke ở tại Mỹ nó khác gì ở tại Việt Nam. Chứ phải hát karaoke là chưa? Chưa luôn à. Không nó có năm thứ tiếng rồi mà chú à vậy à chú nào chú biết là chú hát chú đó rồi. Đó đó karaoke Mỹ là nhiều tiếng chút review sau bây giờ review quán chèm chim nữa hả này cho mình nó hát rồi à cái cua hoàng đế các bạn cua là kem ráp tôm hùm đỏ ủa này là bán đầy đủ luôn hả chú dạ yeah, bán đầy đủ là nó chuyên về ốc ốc đó nè các bạn ồ ốc hương ốc đồ Việt Nam đầy đủ ồ ốc hấp lá chanh rồi chứ đảo bu nữa hả xào xẻ ớt luôn nhìn đã các bạn này ở Việt Nam giờ coi mấy này nhìn đã chết luôn á nướng mỡ hành xào lòng nướng mỡ hành xào xẻ tế cũng phong phú à cái này được ồ hấp xẻ nướng tiêu rồi nhiều món quá ta ồ ngon quá chú Hải nếu mà Khoa thích dê á có dê sườn dê nướng rồi coi thôi thôi không thích vậy đúng không nếu mà thích dê nếu mà thích dê bây giờ thích dê thì thôi qua là đồ biển đồ biển đầy đồ biển đi đồ biển ok rồi quay quay mấy ốc kia đi giờ thì Thảo qua đò đi thôi Khoa chọn đi rồi Thảo qua đò giống như bữa ở đò với Khoa đâu rành đồ Mỹ bên này sao đâu ủa bên kia ốc gì này nọ vậy chương trình học của Khoa là nó đi khắp tiểu bang của Mỹ hả khắp luôn khắp thế giới luôn nhưng tiểu bang của Mỹ nữa không có vậy hả à đồ luôn em ăn đồ ăn cái gì ăn sò ốc hến rồi đi em trời thì mấy đó thật sự là mình cứ vòng xuống quận Cam là thích mấy cái món này các bạn ở trên Santa Barbara nó mới có với lại mình đi review với bạn xem mà ủa cái này là special ở trong rừng quốc gia đồ nó không có gì các bạn đồ ăn toàn là tụi của Mỹ mà chỗ này mới có đồ ăn Việt mới ngon à ngon ăn trời ơi đây giờ mới có hai người đẹp qua nữa trời ơi lâu quá mới tập hợp đầy đủ bữa nay là quán đặc biệt tập hợp đầy đủ quán khỏe không quán ủa cô đi đâu cô chứ bà xíu rồi cô Hằng ơi chị phụ nữ đi chợ đi Khoa mới hỏi chim mà có chim nè chạm chim là phải có chim chứ đâu là chim vậy ổ chim chạm chim phải có chim à ổ này sao kêu chạm chim vậy em hay là sao gọi là chạm chim là bán chim thiệt luôn hả chạm chim à cho anh cái gì cái này là hấp xả là gì vậy ta à cho anh cái nghe hấp xả luôn đi đó thì nói luôn một cái chính là ăn chia tay rồi con đi qua này có Hằng cũng chưa nghe đúng không con đi qua bên New York học à chúc mừng em trời qua New York rồi chạy rồi chạy rồi chạy qua đó đón Giáng sinh ồ mày nói mình đang hốt liền năm nay nó calm down được quá vui calm down rồi giờ hết sảy luôn á quay quảng trường thời đại rồi Times Square rồi thử sao rồi thử cái mùa đông của nó rồi dạ đây là cái món xà lông đúng không hành đó các bạn nói xà lông bên Mỹ là xà lông bự luôn các bạn to cho bát lửa luôn nè đúng rồi còn bên này là con ốc hương Canada bữa review rồi nhớ rồi đúng không đây rồi đây nữa các bạn này sẽ có là lòng heo chiên giòn đây là nghêu hấp xả rồi mọi người ăn thoải mái nha ăn cái đâu đó luôn rồi mời luôn nha chú Hải ơi khai đao đi đó hả ok rồi vậy thôi rồi nó muốn xịt bơ tỏi luôn rồi bánh này luôn đây chan luôn rồi lên liên tục luôn nào đó ngon lên liền lên không kịp ăn luôn ăn lẹ chứ lên không kịp ăn á xà điệp rồi chia ra luôn rồi thôi để cái dĩa đi bọn người quay rồi quay dĩa nó muốn để bên này đi u này đẹp nè đẹp này lên thôi ok anh Tuấn anh chuyên nghiệp làm quay đẹp chỗ nào đẹp là quay rồi đó rồi mời mọi người nha mình review cuốn chiếu trước này nọ chứ đây mình ăn thử cái con bên này trước không sao đâu à này ốc gạo
này là ốc gạo nữa mà anh. Chút review tới đó mình review. Bây giờ mình lấy review này trước nào anh. Đây là con xà lông nước mỡ hành. Đó, rồi thảo, anh Tuấn gấp thảo ăn luôn nha. Đây em review thoải mái nha. Tự nhiên nha, tự nhiên đi nha. Tự nhiên như ở nhà nha. Rồi. Đây là mình ngoài chỗ này mình ốc nè mình. Đây là con xà lông ở tại tại Mỹ. Nó to rồi chứ. Chất lượng luôn các bạn. Rồi, ở nhìn nó chấm mà chấm muối tiêu chanh nè. Đó. Bỏ đây. À. Thử chui không? Muối tiêu chanh. À, để ăn. Giòn nó béo ngon chứ. Xà lông béo ngon mà. Ừ. Được chứ hả? No. Cái đi dưới kho là toàn hải sản không à. Đúng đi. Đi với anh là hải sản không đúng không? Ủa này. Thôi. Mà muốn miếng ớt không? Đây đây em muốn miếng ớt. Đây em gấp xíu. Rồi cảm ơn anh. Thôi. Bây giờ chúng ta ăn thử con sò điệp này nhìn ngon các bạn. Trời ơi nhìn to chứ. Này giờ ăn sò điệp khổng lồ luôn ha. Sai bự nè. Đây. Đây bạn, ở trên này là có trứng cá hồ nữa nè. Trời ơi nhìn đã chứ. Mình phải ăn tạm biệt quận cam, mình phải ăn cho nhiều vô chứ không nhiều khi sợ qua bên New York không có quận cam để ăn. Thử coi. Cơm á. Chắc cũng hơi đúng rồi, hôm nay mình đi á rút kinh nghiệm bạn. Mới 6 giờ tập hợp đầy đủ đi ăn rồi. Tôi lại bữa nay ăn trong tuần đó, thứ ba. Tại còn tăng 2 nữa. À, cái này mình có 2 tăng nha các bạn. Còn tăng 2 nữa nha. Đánh nhanh rút gọn nha. Đây, mình quay xuống coi sò điệp này mình. Tươi à. Bên Mỹ sò điệp cũng tươi rói. À. Mở qua đây. Rồi. Không biết không anh. Đây là mình đã tranh tính review cho bạn xem nhưng mà thật sự đem ra là cái hội này sâu xé nhanh quá, giờ còn cái ly để review cho bạn coi, ly đá chanh thôi. Không á, bây giờ review bạn coi cái món thịt heo nè. Lòng heo nè. Lòng heo. Lòng heo này là lòng heo á, chiên giòn nhìn đã chưa? Thử nha các bạn. Thôi rồi, nhìn nè. Đó, lòng heo. Giòn đụm. Thử các bạn. Ở bên Mỹ vẫn ăn cái món đậm chất Việt Nam. Giờ thử. Nhìn nè. Đây bỏ lắc là quay cho coi coi xíu nữa nè. Đó. Nhìn nè. Đầy đủ. Nói chung là cái bán này cái gì cũng có. Review một miếng luôn. Đúng hả? Làm một miếng luôn. Đem ngắm miếng miếng luôn đó. Review để qua bên đó nha. Rồi lúc lắc rồi ok anh. Rồi cảm ơn anh. Anh Tuấn là nhiệt tình review quá. Ngon. Mềm. Ngon. Bò lát này cũng ngon lắm. Hình như nghe nói tiệm này anh Johnny Đen bữa qua ăn đúng không anh? Ông mình nó quảng cáo bữa qua tiệm này anh Johnny Đen qua ăn nhé. Sống hả? Ông ăn mình chính đi. À. Đây tiếp theo chúng ta sẽ ăn nghêu hấp xả. Đây các bạn, đây là nghêu hấp xả nha. Còn nghêu rất bự quá chứ. Nhìn đó bạn. À, bạn thấy chưa? Cái ốc xẻ to không? Vì thử là mình ở trên Santa Barbara mình thèm cái này quá đi. Thiệt. Quả chắc thì đi dốt còn thèm. Thơm nữa, ngon quá. Người theo dõi là không có đồ đèn đâu nha. Có luôn. Ngon giống. Ừ, New York có khu người Việt không ta? À. Chẳng bạn nào? Có Chinatown thôi. À, vậy thằng bạn nào ở bên New York á? Biết khu người Việt nào comment ở dưới cho mình hướng dẫn với mình hoặc là gửi mail cho mình coi thử bên khu đó có gì ăn nha các bạn. Đây nè quay cái này nữa nè. Ôi ôi. Đây là
ốc hương Việt Nam nữa bạn. Một bữa chưa review cho bạn coi được. Đây. Mình mà bóc thử một con. Cho em bóc thử một con nha, là hương Việt Nam các bạn. Thêm bơ tỏi. Rồi. Được anh, cảm ơn anh. Rồi, rồi chú Hải có cái tâm nó hay vậy? À, ta cho mượn cái này nha. Đây. Mình rồi giờ chúng ta ăn thử con ốc hương. Ốc hương ở Mỹ nó cũng to nha các bạn. Tại sao lại ta nhìn to hả? To thì cũng có con này cũng to. Việt Nam mình cũng to. Đây góc hương á. Được chú Hải. Rồi đang cái chỗ cái cứng nó kéo nó ra. Trời nó to chưa? Kéo đây nè bạn. Rồi đó. Ừ. Mình có cần cây này không? Nhìn hấp dẫn quá. Đây đâu cầm. Không? Dạ, đang cầm. Đó. Cầm đó. Cầm miệng. Cái này. Trời ơi, nó giòn. Cần đấm. Ừ, đó. Không. Ăn miếng đậu muống các bạn. Đậu muống bên Mỹ là đặc sản nha các bạn. Đậu muống Mỹ là nóc có rẻ rồi đúng không? Đúng không mình? Mình nó kêu đậu mình nó kêu đậu muống bên Mỹ mắc lắm. Mình phải kêu đậu muống cho nó ăn. Ngon quá. Muỗng chén mắm này luôn. Để cái này. Sao mọi người? Đây con ốc á. Canada. Đây các bạn. Canada. Đây ốc hương Canada, đây ốc hương Việt Nam giờ ăn ốc hương Canada tiếp. Đó. Minh đưa dĩa đây Minh. Ồ dạ dạ, đưa rồi chúng mình. Nè. Nè đưa dĩa đây. Đây đây còn một. Đây. Thử. À. Ngon không? Béo. Đúng không nào, đàn cũng ngon lắm. Đây ốc len nè. Rồi, còn tí ốc len. Này. Này đang ở Việt Nam đang mùa dịch và toàn review với toàn là cái món đặc sản các bạn. Rồi. Rồi cảm ơn anh Tuấn. Rồi. Hấp miếng coi. Ủa sốt dừa ngon đó chứ. Ok cảm ơn anh. Ốc len nè. Ốc len rồi nghe chút. Ủa ốc len xào dừa. Ngon các bạn. Len nó ngon lắm. Làm ngọt ngọt thơm thơm béo béo. Cái ngon ốc len nó dừa. Dạ đúng rồi. Này mà có miếng á, chan nước này ngon. Đúng không? Miếng á. Ừ. Cảm ơn. Trời nó đã. Okay. Cái này đẻ. Để con ốc nhỏ 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 kia là con gì vậy ta? À ốc kẹo kia hả? Ốc kẹo này ăn sao đây? Để con mượn cái dĩa này xíu nha. À, đây ốc kẹo nè, ốc kẹo bên Mỹ ăn sao đây trời? À, con lỡ luôn hả? Như là em phải lấy cái này à. À. Được rồi anh, con em có nè. Đây các bạn. Ồ. Là bên này hết ruột luôn không ta? Hết luôn. Hết luôn hả? Ờ nó nhỏ mà. Hết luôn. À. Ok ăn, ngon á. Con này là gì đây? Sao nhìn hình hồ kỳ lắm vậy? Lúc nhỏ mà. À. Thử miếng nữa. Rồi. Thử nhiều nhiều chứ. Rồi 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 rồi. Rồi rồi ăn. Thử nhiều nhiều chứ thử miếng nữa. Con này Mỹ ngồi lỡ ốc gạo. Hết sảy luôn. Trời ơi. Đâu như cúp chiên bơ nữa. Trời nó nhiều quá chứ. Lên liên tục. Review liên tục. Không ngừng nghỉ. Trời ơi không ngừng nghỉ luôn á. Nhìn đã không? Thôi nó to trời ơi nhìn nó sướng sướng. Rồi em cảm ơn. Đây thử một cúp nha. Thảo quảng cáo kêu cúp bên này ngon lắm. Đây miếng đùi nè, mình quay nè, mình này xé nè. Đó. Đã không? À. Đắm miếng muối tiêu. Muối tiêu bên này nè. Đó. Đắm miếng muối tiêu rồi. Cúp rồi. Ngon. Ngon chứ phải. Ăn đủ mấy? Ăn ốc mà cầm đũa ăn vậy luôn á mày. Được không? Ốc được đúng không? Bên Mỹ á. Thơm á.
rất ngon. Không tính là quán gắn này bán được các bạn. Giờ nhà hàng á. Mỹ nó gọi cơm tắm á, cầm đũa đó đó. Nó ít mình đưa con hộp đó nó I know how to use it. I'm gonna use it in the wrong place. Cơm tắm không? Ngon á. Cho cô với lại bé. Cảm ơn. Ồ. Mình thử hết bột rau là đầy đủ rồi. Để con Minh ăn tiếp. Đây nè. Ghê quá. Trời ơi, nhìn đã quá bà. Đó hai con rồi. Minh chắc chưa? Ồ, Minh chưa có. Minh đi. Rồi. Để cho Minh đi, để cho Minh. Chăm miếng nghèo. Ồ, có cho mày mà. Dưới này nhiều mà. Bên này là khi bạn ăn lòng á là có cải chua luôn bạn. Nè, có cải chua cái lòi luôn nè. Có miếng. Đó. 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 Miếng xào cua luôn. Thấy nhiều chưa các bạn? Nó không có hành vi mà nói nó đi. Giận của mình Phi rồi mà. Giận rồi á. Anh Phi là giận rồi. Sao đâu? Sao đâu? Ai ăn hành Phi được thì ăn ở trên, không ăn Phi được ăn ở dưới. Đúng rồi, không? Cũng được. À cũng được. Nãy vừa ai chưa ăn sao điệp nào, điệp quá trời luôn nào. Cô Hằng chưa rồi đúng không? Đây 8 con lận mà còn một đống nè, Minh con là gấp Minh hơn con nè. Đây cũng của Minh. Đang Minh để bên này luôn đi. Để đâu Minh? Mình nó full nè. Để ra. Đó. Để đây đi. Đó. Mình đây ông thử miếng miếng này. Thử hết rồi đó. Hết rồi. Đây thử miếng miếng họ này các bạn. Bên này miếng này nó ngon lắm, bữa mình ăn thử bên kia rồi. Anh thử với miếng này coi, đây miếng cua tôm. À. Rồi. Thử coi. Cua ngon vậy hả? Ngon. Thơm. Miếng thơm ngon luôn. Thấy không? Đây, rồi hết, mình video cho hết một rau cho bạn coi ăn uống tại Tràm Chim thế nào, rồi sau đó mình sẽ qua bên Tăng Hai bên kia. Hát karaoke, chủ yếu là review trong coi thử karaoke ở tại Mỹ thì nó khác gì karaoke ở Việt Nam không? Do chú Hải, bé My rồi do cô Hằng rồi hát hét rồi các kiểu rồi. Múa phụ họ. Đây bạn đang lên lẩu, gọi là lẩu về thuốc bắc. Đây bạn, đây là chỗ lên thuốc bắc các bạn. Mình quay lên cho các bạn coi nè. Ồ, nhìn ngon quá. Ồ, dê rồi bên Mỹ rồi, có dê đàng hoàng nha các bạn. Là dê Mỹ em hay là dê ở đâu đây? Ở đây có hai con nè. Đó. Ồ, dê ăn với mì xào hả? Đây là dê thuốc bắc các bạn. Để bắt ăn cho cái mì này. Đó. Để bên này cho nó có chỗ để nó trao đầy đủ. Mì trứng. Mì trứng. Mì trứng đúng rồi. Mỹ vẫn có trao đầy đủ nha các bạn. Đó. Thì đây là dĩa rau của ăn lẩu dê. À. Anh coi cái hồ được không em? À. Đây cái hồ đó các bạn. Trời ơi. Đây là ốc gạo đây, nãy mình ăn nữa các bạn. Lông ốc gạo luôn nè, bơi ra nè. Nhìn nè. Bên Mỹ chơi nguyên hồ ốc gạo luôn. Còn bên này nè bạn. Trời ơi, đây tôm hùm. Đây. Tôm hùm Canada các bạn, to mặt u quá. Đó, bạn quay cho nhìn đây nè, thấy không? À. Ở đây là Dancing Crab, đây là cua dạng cua Canada á bạn. Cua Mỹ. Đó, nguyên cái hai cái hồ này luôn. Trời nó to chứ. Mấy con này chắc cũng phải tầm 2 ký mấy 3 ký các bạn. Nguyên cái hồ này luôn. Đó. Thì review hết cho mấy ông xem thử. Mấy con nguyên hồ ốc gạo nhìn đã ha. Mình. Ốc gạo này nhập đâu vậy? Ok. À. Xôi không chú? Ủa dê rồi.
Dê này nè, cái ngon nhất của nó gì đó không? Gì cái da. À, da hả? Cầm ở này nè, cái này nè, nó lâu. Miêu tả đi, trò chuyên nghiệp đi. À, thả tụi dê mà đúng không? Tụi dê. À, hai con dê lại. À, chú Hải nó kêu hai con dê lại, hai con dê. Hai con dê ngoài đời. À. Này tụi dê nè, cho tạm nghỉ con dê là gì? À. À, được không anh? Ôi trái đủ luôn đó chứ. Rồi em cái đủ mới rồi nè, đủ mới rồi rồi. Nè, đủ mới nè. Rồi mà thôi xin phép nó review cục thịt dê thử lại gì vậy? Mọi người cùng ăn cho nó nhanh nha. Xin phép luôn cục dê thôi nha. Đây bạn review qua thử coi là nó là gì nè. Cục này ngon nhất chứ mày. Cái da không có thịt đâu. Đây các bạn nhìn nè. Ủa si quắc chết đồ luôn. Đó. Trời ơi. Nhìn nẻ chứ. Không, mình đang hưởng cục hơi găng nè. Cục găng này ngon á. Cái này gọi là gì biết không? Tiếng Anh gọi là collagen. Collagen nè. À. Ăn vô là da đó. Rồi. Xong rồi mở, mấy chú mở đâu hết rồi nhiều vô luôn, nó mau mềm ăn luôn. Mình thì biết hưởng cục ở đây là chắc là cái đuôi dê hay là gì đã. Cái chân dê vậy nè. Thôi dê Mỹ coi. Đây, cái này là trao. Mà mình chấm vô hơn miếng này nữa thôi là lấy ra luôn nè. Đó. Đây là dê bên Mỹ. Dê không nhiều. Rồi rồi rồi, mình để da giòn. Tôm bức. Chú Hải khó ăn da lắm. Phải có da hết rồi. Da nó dai dai, nó giòn giòn á, trời mới dưng dậu mà nó thích quá. Ngon các bạn. Ok. Có món gì nào không chú? Thôi, nói chung là mình đi tới đây. Chút nữa mình quay tính tiền cho bạn coi nữa hết bao nhiêu tiền này nọ ăn uống hoành tráng ở đây là so với cái quán bên kia là mắc hay rẻ nha các bạn. À đây tính tiền các bạn. À trái cây ri rồi nhá, ghê chưa. Đây rồi, đây là cái xó nữa các bạn. Trời, mấy ăn nguyên cái xó này có 259 đồng nữa các bạn. Đây là tính luôn cái thuế luôn, ăn có 238 đồng mà trời nó rẻ vậy chứ. 259 đồng một nguyên một cái bàn để vô ăn luôn á. Công nhận bạn thấy ở bên quận Cam không rỉ. Cái này bạn đi xuống cái khúc chỗ San Diego là Santa Barbara của mình á, là khỏi nói luôn nha. Chỉ có hai món là bay hết luôn. Miễn phí trái cây. Miễn phí trái cây nữa mà. Cái này là người ta tiếp trong tờ này luôn hay là mình ấy em nói là tiếp trong tờ giấy luôn hay sao? À ở đây thường anh em tiếp là họ như thế nào? Bao nhiêu phần trăm? À vậy hả? Đây cầm giùm anh 259 đúng không? Tính tiền lẻ không? Trời anh có tiền lẻ nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5 cầm giùm anh cái 100 à. Á, tiền lẻ quá trời tiền lẻ luôn. 200 nè. 2, 3, 4, 5 300 được không? Được không? Rồi ok đó. Rồi chú Hải vô lại qua kia ha, ăn xong đi qua ha. Cái địa chỉ đúng không? Qua hét hò này nọ nó tiêu rồi chứ. Qua hứng bán gì ăn uống mà nó nữa không? Cảm ơn Khoa tài bà tài trợ này nha. Không, tại sao tại bữa trước là Thảo với lại anh Tuấn là họ tài trợ sinh nhật lấy dữ. Bây giờ là mời Khoa qua cái hát karaoke. Đó, giờ đi hát karaoke. À ok ok. Này chụp bữa cuối luôn rồi đó. Ủa gì, đi đâu mà? Đây tôi chụp cho nè. Nó sợ ông thì cũng nào rồi, vô cho ông đẹp nè. Rồi vô. Mặt tôi như con heo vậy. Rồi. Rồi. Bây giờ mình theo anh Tuấn với Thảo rồi, với Hải rồi đó, qua kè. Uống nước
Nhìn chung thì nửa xe đắt hay lơ biết được đâu mày mò. Có địa chỉ rồi đúng không? Có địa chỉ sẵn ở trong. Mình chắc biết rồi đó. Mình biết rồi thôi rồi. Rồi. Ok. Ăn cái cây được ri. Ồ ngon á. À vậy hả? Trời. Đứng canh rồi. Ok bạn, thì hiện tại là mình với chú Hải với lại anh Tuấn rồi đang ở. Ở chỗ này gọi là gì chú Hải? Cái khu này khu gì? Factory Tea Bar. À, Factory Tea Bar. Đây là quán Santana, cũng biết ở đây thôi. Santana. À. Vô đây là có karaoke hả? Karaoke đấy hả? Game rồi trà sữa. Game trà sữa. Bà. Bên kia là gì anh? Bên kia nhìn đẹp vậy? Đó là cái auditorium mà coi kịch này nọ. À, nhà thờ. Ủa nhà thờ hay có kịch? Không, nhà thờ phía này, cái này là auditorium. Theater. Người thì nhà thờ, người có kịch không biết vô là làm gì luôn. À, đây các bạn, review cho mấy bạn xem thử hát karaoke bên Mỹ rồi vô đây coi thứ lẽ gì trong này nè. Tim là đi vô hùng hậu quá. Rồi, mời người đẹp vô. Anh để giữ cửa nha. Rồi, người đẹp vô đi. Quên trời, hẹn người đẹp vô trước. Rồi, chú Hải vô luôn là con đi sau nha. Rồi. Ghê, ở ngoài yên tĩnh vô trong nhộn nhịp vậy hả? Trời ơi, hai anh. Anh tên Chí. Ủa, anh tên Chí. Dạ, trong này là karaoke hả? Karaoke dưới. Có không? Cái này là gì? Đây là uống trà sữa thôi. À, trà sữa đây hả? Dạ, chỗ này nè. Công nhận nhộn nhịp dữ. Bán đồ tùm lum ha. Ủa tôi nó ngồi nhìn mặt bằng trước vô đây rộng vậy hả? Dạ. À, này bán trà sữa. Gì hả? Factory Tea Bar, the largest tea in Korea. À, cái lao đúng trà sữa. Cái là trong này mình kinh doanh gì? Trà sữa. Dạ, trà sữa. Karaoke. Game. À, này trà sữa luôn. À, sữa xíu đồ này nọ luôn. À, ăn bạc đúng không? Anh à. Đâu vô cái đâu là cái chỗ nào đâu? Ở này nhà vệ sinh mà phải đúng không? Chụp hình chung được không ạ? À được. À đây. À ok ok. Ủa anh mới tới đúng không hả? Anh tới. Rồi anh chụp cái này đây. Dạ, rồi. Đúng tôi biết mà rồi chụp vô. 1, 2, 3. Rồi. Rồi cảm ơn. Ok rồi cảm ơn. Rồi này cái đánh bóng vàng. À. Này bóng vàng. À. Thì gần gấp thú. Gấp thú rồi chơi thú. Đây có chỗ cho chơi bia. À chơi bia. À này giống như là cái center đó, hả? À Diamond Plaza đây cao. Này đủ game này nọ luôn này anh kinh doanh quá. Tổ hợp luôn ha. Ping pong này nó. Ghê không? Nhảy nhót này nữa hả? Ủa cái này thấy trên gì vậy? Trên Facebook nó nhảy cũng dữ lắm nè. Ok. Giờ mình vô thử câu karaoke có phòng không? Đặt phòng vô chú Hải. Mọi người ai đặt phòng nào vô? Vậy hả? Khó mở hả? Lấy phòng này thôi karaoke hả? Tay là phải vô đó. Vậy hả? Trời ơi. Thiệt chia tay luôn. Chữ kho múp nữa các bạn. Ghê chưa? Chuẩn bị trước luôn hả anh? Chuẩn bị luôn hả? Trời cảm ơn anh nhiều nha. À đây đây, bắt tay cái coi. Trời ơi. Bà chủ, anh chủ. Ghê ghê. Trên này chung luôn. Ghê, vô tiệc chia tay Kelly các bạn ha. Trời ơi. Ok. Vô chụp tắm ha. Chụp tắm đây. Cho xíu ánh sáng được không ta? Cho xíu ánh sáng chụp mình. Ở ngoài tướng cái bóng nước bự ở dưới. À nè. Trang tắm sáng hả? Cái này rồi, chị em nào chị? Trời ơi. Trời ơi.
anh ơi. Sao không ngồi xuống cho anh Tuấn chưa luôn chứ hả? Anh Tuấn đâu? Tuấn chụp rồi. Do Minh nó chụp giùm cho Minh. Đi. Anh Tuấn đây nè. Nè. Đã. Ngồi xuống để cho thấy em. Được không? Rồi ok. Rồi quay chuyên nghiệp không? Để chị chụp. Đợi đến anh chụp hình nha các bạn, mình đang chụp hình rồi, không nhờ anh Tuấn phải chụp miếng mình của mình. Mình bữa giờ nó kêu đi với mình nửa năm trời chưa có tắm chụp này đập chung. Chứ mà chia tay phải chụp. Em có cái bông bóng hình khoa bóc á. Đó hả? Ghê, mình cầm bông bóng mình, trời ơi, có chịu con búp luôn nè. Cái này không? Điện thoại của tôi đâu rồi? Đây hả? Đây đúng không? Rồi. Ok. Đó, trời ơi, giúp đại gia đình quá ha. Mình chắc kiểu này mình đi làm à. Đi là đi làm con rể luôn rồi. Chụp chung với Khoa một tấm. Chơi sáng không? Bây giờ chơi hẹn. Ok các bạn, sau khi chụp hình xong với chú Hải gia đình xong thì mình review cho bạn coi thử quán karaoke tại Mỹ khác gì ở Việt Nam. Thì đó, bạn thấy không gian ở đây thì khác Việt Nam là có chữ kho búp, có đồ bong bóng này nọ các kiểu. Còn chỗ đây là có tháp nước. Đó, đây là nước này là gọi là nước trái cây, phải là rượu bia các bạn. Cái này là để tránh là đi về Santa Clara là bị cảnh sát cho tiết kịch nữa bạn. Còn đây là có dĩa trái cây giống như là bên Việt Nam mình. Thì anh chủ hỏi giá rồi phải gọi anh chủ. Đó. Thì giờ anh chủ anh sẽ review lại cho bạn coi thử là một thứ này là giá bao nhiêu cho bạn biết, coi thử là so với Việt Nam như thế nào. Ok không anh? Đây cái dĩa trái cây nhỏ. Trái cây nhỏ. 25 đồng. 25 đồng. Còn đây là dĩa. Cái này là snack sampler, giống như là mỗi cái loại snack mình lấy một chút thôi. À. Đây là khoai. Đây là khoai trứng muối. Cái này là khoai sour cream. À. Sour cream là hành đó, sour cream. Anh mình đang thử miếng này. Dạ. Đó, cái này là barbecue. Barbecue. Còn đây là popcorn chicken. Đây là chicken nha các bạn. Popcorn chicken đó. Nghĩa là vô đây ăn sau khi nhậu hồi nãy xong. Vô đây là hôm nay ăn nhẹ. À. Cái này là cánh gà. Dạ. Đây là bao nhiêu tiền anh? Cái này là 42 đồng. À, 42 đồng. Còn cái này là cái tháp, anh miêu tả cái tháp này là tháp gì anh? Tháp này là tháp bình thường mình gọi là beauty tower, là tháp trà sữa. Mình có thể mua nó là trà sữa hoặc là mình mua nó là trà mùi. Thì mua ăn trước xong mình bỏ vô này. Dạ, yeah, giống như là khách mở order á. Thì rồi, cảm ơn anh. Trong đó cái này là có 5 vị trái cây ở trong đó, trái cây nhiệt đới. Đó. Ngon. Cam. Có cam, có nhãn. Cái này là dành cho những người mà không uống rượu, bình thường có rượu này nọ là anh bạn mix rượu vô đây. Hay là rượu sao? Thì khách đặc biệt như Khoa bữa nay thì mới có đem rượu vô. Đây hộp rượu hả? Trời nó vừa tưởng đâu cái hộp này hộp khăn giấy. Muốn bị phải đi cái này nữa. Chút định mix cho Khoa thử uống trà với này là rượu đế hả? Má anh. Ôi cái này cũng giống như rượu đế nhưng mà đây rượu đế của mẹ. À của mẹ. Dạ. Cái này như nó làm bằng cái cây mà xương rồng. Đúng rồi, xương rồng. Rồng. Dạ, này cái xương rồng bự 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 các bạn. Xong dạ. nó ủ trong cái đất bự. Tequila. Tequila đúng rồi. Này rất là nổi tiếng của Mexico các bạn. Chút thử nha, chút mix cái margarita. Trời. Mới đóng tích kịch xong. Thôi nếm. Ủa cho cái chai này là thường là bao nhiêu tiền anh? Chai này là khoảng 50 đồng. À 50 đồng. Ủa này uống nguyên cái tim này uống là xỉn xuống luôn chứ. Cái này thì pha có theo uống luôn mà. Đúng rồi. Cái này pha xíu thì dễ uống không nhận á. Nó pha xíu thì dễ uống. Nhưng mà mình không dám một bữa chút xíu không đã thấy mệt lắm rồi. Dạ. Thôi, bây giờ qua đây ảnh review lại cho bạn coi là hát karaoke này nọ như thế nào. Thì ở bên Mỹ hát karaoke thì cũng giống như ở bên họ Việt Nam thôi các bạn. Thì mình sẽ có một cái iPad như này, là giống như là cái ở bên Việt Nam mình gọi là cái sổ nhạc. Thì trong đây mình có cái app. Như là mình vô mình chọn. Đó. À. Có cái app như thế này. Lại có app bạn. Đó. Là cái nào là list trong cái giống cái như hộp. Mình vô đây thì mình vô cái search là mình là đó mình tìm. À. Đó, bắt đầu mình chọn cái bài hát. Mình để cái tên chữ cái đầu tiên cái bài hát, không thôi là nguyên cái tên.
Ừ. Đó thì nó sẽ ra này tiếng tạo đó. Bao nhiêu bài hát trong đa dạng bao nhiêu ngôn ngữ? Nó tới 30-40 gigabyte là. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ là hát được tiếng trong gì? Đây cũng nhiều lắm. Chính là anh để là tiếng Việt. Tiếng Việt. Rồi tiếng Tàu. Tàu. Rồi tiếng Anh, rồi tiếng Spanish, tiếng Mỹ. Đó, rồi bắt đầu một những cái ngôn ngữ khác thì ít hơn. À đó. Thì bác bên Mỹ là phải có nhiều ngôn ngữ nha các bạn. Đó, ví dụ như tiếng Tàu ở trên là tiếng Hồng, tiếng Tàu, tiếng Anh. Tiếng đó. Đó. Rồi sau đó các bạn mình để sao tới coi á, ví dụ như sóng gió coi đó không? Ờ vậy hả? Sóng gió bạc phận rồi đó không? Ừ, sóng gió bạc phận hả? Cái này á thì bây giờ thì mình search hơi bị khó là tại vì mình đang chọn cái chọn system là YouTube. Là YouTube. À. Mình coi coi nó có không. Coi thử tiếng Việt là gì? Em cũng ngày hôm qua này nọ Sơn Tùng luôn có không? Em ngày hôm qua Sơn Tùng. Ối, sóng gió tình đầu. Sóng gió tình đầu nữa trời ơi. Cái nhạc này là Molero mà nhạc Molero. Dạ, yeah. Cái này tại vì hiện giờ á mình đang connect vô để mình làm giống như là YouTube. Thành ra là mình chưa không có sạch. Đây, chọn là sạch cái bài gì là đây là kiểu như là nó là giống như là nó có mã số như bên Việt Nam mình rồi bạn thấy không? Đúng rồi. Thì mình thay vì cái sổ thì nó khác bằng cái này nó ổ cứng. Đó, còn không thôi bạn sẽ có một cái gọi là cái bàn phím. Như vậy bạn sẽ chọn được thẳng trực tiếp trên gọi là đây là trên YouTube. Bạn sẽ tờ sạch trên này, ví dụ như bạn muốn hát bài Sóng Gió. Dạo này á hả? Đó. Xong gió được không? Được, xong gió. Xong gió không? Xong gió không? Đây. Xong gió nào? Sao chứ gọi nó không sống? Chứ nó không sống. Anh đã dùng vô trong cái phone đó. À. Cái phone này giờ đang xài được luôn thì để cho nó lên sóng mà được. Sóng gió. Sóng gió. Sóng gió. À này nó chiếm quyền của mình đúng không? Đúng rồi. Sóng gió karaoke. Đâu? Nó ra. Đây. Đó. Cố níu em về. Mấy cái bài mới chứ. Đó, để coi sao. Đó. Thì anh đang chọn vô. Bên đây mình có âm ly, các bạn thấy âm ly này, âm ly B&B gì nè. Đó. Ở dưới này có auto tune là chỉnh giọng rồi cho hát hay như ca sĩ các bạn. Đó, review bạn coi một vòng cái tiệm karaoke ở tại Mỹ. Thì ông nào thích thì hát. Qua đây hát, bạn hát y chang ở bên Việt Nam luôn. Mà ông chưa biết là nó lên hay hay không. Thấy toàn bolero không mà. Nó sóc chó lót không nổi là sao. Đây có mic nữa bạn. Rồi. Đây. Quá nó lên. Ở lên rồi thôi luôn. Đó. Cái này. Ghê không? Alo. Ồ ghê. Ai hát cái bài này không kìa? Đó. Thì hôm nay là gọi là tiệc chia tay bữa cuối cùng mình ở tại California và kết thúc gọi là cái khóa học của mình nửa năm ở tại Cali bên bờ Tây của nước Mỹ. Thì đồng hành với mình sau nửa năm nay là đây là cái team rất là hỗ trợ support cho mình từ đầu đến cuối. Ví dụ như là Thảo là hỗ trợ mình mua bảo hiểm xe, còn chú Hải là đồng hành đi mua xe luôn. Đó, đầy đủ. Cô Hằng là nấu những bữa ăn sinh nhật bạc ti rồi phụ với bé Mi với đồ. Thằng Minh thì biết rồi đó, nó là tài xế chính kim lãnh tiết kịch. Đó. Thì bây giờ hành trình mới sẽ mở ra là bên bờ đông nước Mỹ, bên New York rồi Washington, nhiều thứ hay ho hấp dẫn hơn. Mình sẽ review cho các bạn ở những cái series tiếp theo. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ nữa. Mình còn review tiếp những thứ hay hấp dẫn ở video sau. Bây giờ kết thúc ăn chơi nhảy múa với lại cô chú ha anh chị. Đó. Nó cũng rất là buồn các bạn. Thì đi gắn bó ở đây khi qua Mỹ là trong bước chân ráo ở cách ly đó chú. Xong qua đây đi mua xe này nọ cũng nhiều kỷ niệm bên Cali bên này. Giờ qua bên kia nhiều khi là một mình. Đêm nay mà hết chai này nữa kỷ niệm nữa đó. Đó, chai này vô phòng trọ ngồi uống là buồn ngồi uống là chứ biết làm gì nữa. Rồi ok, kết thúc, nhớ đăng ký kênh. Vỗ tay cái rồi kết thúc. Khai mạc.